Ni đã bị sụp đổ lòng tin ở anh luật sư đó, bởi vì ảnh không có nói đúng sự thật. Và cái việc ảnh xen quá nhiều về chuyện phụ nữ và ảnh tự đề cao bản thân ảnh quá nhiều khiến cho Ni cảm giác là Ni không có còn tin tưởng và giao việc gì để mà cho ảnh thụ lý cho mình và cả việc thụ lý cho vấn đề hình sự của mớm nữa. Đó, mới lấy cái tin nhắn là anh ơi đi ăn em ve nói với chị cà phê, thì chị cà phê chị cứ tưởng là chị Lộc Vân Cây thích ông này, thì chị Ni lại tưởng là cái gu của chị Lộc Vân Cây sao mặn với vậy. Thì từ cái chuyện này chị Ni mới phòng ngừa, chị Ni không có đi chung với, đi riêng với ông kia, hiểu không? Ni nói nhanh quá nên nói lẫn lộn chuyện chị Lộc Vân Cây. Không, Ni đâu có lẫn lộn đâu. Chị Lộc Vườn Cây là muốn dĩ què dĩ quý, có nghĩa là anh nói cái gì với chị Lộc Vườn Cây về Ni thì anh chị Lộc Vườn Cây nói thôi để em đi ăn với anh, em muốn nói chuyện dĩ què dĩ quý giữa anh với Ni. Mà Ni cũng không biết là ở sau cũng nói cái gì với mình á, cái gì tự nhiên giờ cũng Ni cũng không cần hiểu cần biết luôn, bởi vì cái cách anh đối xử với người khác thì chắc chắn Ni sẽ biết là Ni dính liền, đâu có ngoại lệ. Người ta đang hiểu lầm, không, ổng muốn làm cho người ta hiểu lầm chị Lộc Vườn Cây yêu thầm ổng. Ổng muốn làm cho hiểu lầm chị Lộc Vân Cây yêu thầm ổng, cho nên mới làm cho chị cà phê ghen lên. Và khi ổng trả lời với Ni cũng một cái cách lấp lửng là em ơi phụ nữ mà, người ta ghen là cái chuyện phụ nữ mà em. Thì Ni mới nói ủa vậy là chị cà phê thích ảnh, rồi chị Lộc Vân Cây thích ảnh, cho nên chị cà phê mới ghen chị Lộc Vân Cây. Chị Lộc Vân Cây là thích anh đó, chị cà phê cũng thích anh đó. Và khi hai người cùng dành cái gì rồi hai người ghen với nhau, cho nên là Ni phải nghĩ như vậy rồi. Chị Ni, Ni có xin lỗi chị Lộc Vân Cây là em đã từng nghĩ chị như vậy. Và khi Ni phát hiện ra à thì ra là một câu chuyện cũng anh này hết, cũng khiến cho người ta suy nghĩ hiểu lầm về phụ nữ.